Yeah. สักด้วยสักxin chào các bạn đang cùng theo dõi kênh YouTube của Cán Chris và đây là series bóng đá nghệ thuật. Xin chào mọi người. Thì khách mời đã quen mặt ở số trước của chúng ta rồi đúng không? Anh Đỗ Kim Phúc, người rất là nổi tiếng. Còn đây, cũng là một người mà ở trên vlog Cán Chris các bạn cũng rất là hay bắt gặp rồi. Bác Linh, xin chào mọi người. Mai Linh Taxi, một trong những cầu thủ màu mè gọi là thua mỗi Cán Chris thôi. Và hôm nay thì xin mời anh Phúc sẽ đến đây và hướng dẫn tiếp cho mọi người những cái động tác tiếp theo. Hôm nay em mời thêm một thằng nữa này. Trông ngon đấy. Trông ngon thật đúng không? Chưa rồi, đấy. Hôm nay thử luôn. Ok anh, hôm nay thử luôn. Dáng rất là ngon rồi. Ở hôm trước thì chúng ta đã học kỹ năng quay bóng và kỹ năng tâng ngồi rồi. Hôm nay thì sẽ thêm một kỹ năng tâng nữa đi. Hôm nay sẽ là kỹ năng tâng ống đồng cho nó lạ. Đấy. Ống đồng mọi người nhá. Ừ đúng rồi. Em rất ít khi gặp ai tâng ống đồng. Những cái cầu thủ thế giới hay gì rất ít khi đấy. Có Marcelo hay tâng ống đồng. Đúng rồi. Tâng ống đồng thực ra không khó lắm đâu. Nhìn thì khó thôi nhưng mà thật ra có bí quyết. Có bí quyết mọi người nhá. Ok thử nhá mọi người nhá. Đây. Đấy. Hai chân luôn. Đúng rồi. Đấy. Thì cách làm sao mà nó dễ nhất thì chúng ta sẽ thấy mọi người đâu mục tiêu ấy muốn tăng được trò này thì phải là bóng nó phải lên thẳng chứ nó bình thường đúng rồi nó sẽ bay như này đúng rồi muốn làm được nhiều chúng ta phải làm sao bóng nó phải lên thẳng đó. Chân nó cũng phải thẳng đúng không anh? Đây ví dụ như này đúng không, 4 này, 5, để 6, thử cho Nam Master làm nhá. Nào em là thử nào. Đó mọi người đâu nó sẽ bị chéo đấy, đúng rồi sao nó thẳng như này nhỉ? Đúng rồi. Sắp được rồi. Nào chuyên gia nào. Nào thử nào. Ôi. Cẩn thận là hỏng máy quay nhá. Em nghĩ là nó là phần trên này chứ không phải là dưới này đúng không? Bí quyết của động tác này là chân thẳng đúng không anh? Tâng càng ở gần cao càng tốt. Đúng rồi. Ôi, tôi biết ngay mà. Cẩn thận là ông này là tí nữa là phải đền máy quay nhá. Muốn tâng được nhiều chúng ta phải làm sao? Bí quyết là chân phải vuông góc. Đúng rồi, chân phải vuông góc. Đúng rồi. Phải căng cơ ra đúng không? Tức là hai chân chúng ta phải vuông như này. Khi tăng thì một chân chân trụ ấy, đúng rồi, chân trụ sẽ trùng xuống như này. Như này. Đó. Hôm nọ mình đi Hải Dương có một bạn nữ. Bạn ấy tăng được mấy trăm quả luôn. Mấy trăm quả bằng ống đồng luôn ạ. Hơn 10 tuổi đó mà mình sốc luôn. Mình bảo hơn 10 tuổi á? Bằng ống đồng. Ừ. Sốc luôn. Hơn 100 quả. Đúng rồi. Bạn ấy nói là kỷ lục của bạn ấy tâng bóng là khoảng tầm 2.000 quả. Anh up lên kênh anh chưa? Anh chưa. Bạn ấy giỏi lắm, thật sự là sốc luôn. Bạn ấy là em gái của một cầu thủ nhí ngày xưa tên là Hán Văn Lim ấy, cũng nổi tiếng trong cái đợt lưới cầu thủ nhí ngày xưa. Rất là hay luôn. Xin ít hình của bạn ấy chám vào đây để cho các bạn xem nhé. Ok. Nào thử lại nào. Cố gắng là tâng từng quả một thôi. Tâng vuông góc một quả bắt lại. Đúng rồi. Chân trụ cong xuống một chút. Trùng xuống một chút. Đây. Ok. Thế thì Phần này? Phần càng trên càng tốt. Ống đồng nó là một cái rất là đây, dài. Đây khoảng này này. Cái khoảng mà phía trên này này. Dưới này rất là khó. Trên này. Đúng rồi. Đẹp luôn. Đúng rồi đấy, quả sang rất đẹp luôn. Em hiểu rồi, trò này không có gì khó các bạn. Đúng rồi. Quan trọng nhất là cái chân của mình ấy, nó giữ thẳng bởi vì rất đơn giản thôi. Đúng rồi. Mình cảm giác như là mình cái cẳng tay này. Đúng rồi, mình cứ nhảy, đúng rồi. Chứ mình như thế này thì là bóng không được, đúng không? Nên là bí quyết quan trọng nhất, thẳng cái chân lên. Đây không phải là cán Chris mà là cán lý thuyết các bạn. Cán lý thuyết. Rồi, taxi. Đúng rồi, cao nữa lên. Đừng sợ bóng, đúng rồi. Không phải là tâng bóng cao mà là cái điểm chạm ấy. Cái điểm chạm. Càng cao càng tốt, đúng rồi. Đúng rồi. Hai quả rồi. Ba. Xuất sắc. Ghê. Xuất sắc.
Hay quá mọi người ơi. Cao lên tí nữa. Vẫn bị xa. Em hiểu nguyên tắc rồi, tức là chân mình phải vuông góc. Đúng rồi, chân mình vuông góc. Ok ok. Chân mình càng vuông thì tăng càng nhiều. Đó. Anh xem thằng nào tập hay hơn nhá. Ok ok. Nào xem nào. Xem ai nhiều hơn nhá. Thi luôn à? Thi luôn à? Ok. 1 2 Xuất sắc hơn rồi. Đây. Hay em ơi. Thôi chết rồi. Sắp bay kênh rồi, chuyển kênh, chuyển kênh. Đổi kênh. Chuyển sang follow kênh tôi nhé. Mai Linh Taxi. Mai Linh Taxi từ Lào Cai. Hay quá luôn. Ok, em nghĩ là động tác đấy được rồi đấy. Đúng rồi. Các bạn về nhà cố gắng tập chăm chỉ nhá. Cố là đúng rồi. Điểm tiếp xúc càng cao càng tốt. Bạn nào mà tập võ là sẽ lợi thế rất dễ. Chân dơ là cao. Đó. Tập được rồi có thể là giữ được trên đống đồng luôn. Ví dụ khi mà chúng ta mà đấy, động tác nâng cao đúng không anh? Đúng rồi, ví dụ mà chúng ta tăng được rồi có thể giữ như này. Đó. Đấy. Giữ thế. Ok. Để. Rồi bây giờ chuyển sang động tác tiếp theo. Ok, tiếp theo sẽ là một kỹ năng lên bóng đi. Ok, nó sẽ là một kỹ năng lên bóng đơn giản. Một động tác mà chúng ta nhìn thấy các cái chàng trai Nhật Bản hay làm. Nó rất là dễ thôi nhỉ. Đó, một cú vẩy bóng nhẹ mà bóng sẽ bay lên. Cái này hôm trước là Phát nó dạy em rồi. Thấy chưa? Dạy rồi đấy. Hay là kiểu Ronaldinho. Khác, khác nhau. Nó khác nhau. Khác nhau. Kiểu kia là kiểu em vuốt nhẹ đúng không? Nó khác. Đúng rồi. Còn đây là em đá bằng cái mũi chân này. Khác đấy. Nhiều động tác quá. Đúng rồi. Đúng không? Đó. Cái đấy nhá. Đâu. Xuất sắc. Xuất sắc. Rồi, anh dạy động tác đấy đi. Ok. Không, thực ra là vừa nãy là làm rùa đấy. Đây là một cái động tác lên bóng mà nó là tổ hợp của hai kỹ thuật. Và chúng ta làm nhanh nhìn sẽ rất là ảo. Đầu tiên là một là sẽ như này. Chúng ta để chân trụ cạnh bóng 20cm. Đây, phần này. Đúng rồi. Sau đó chân chúng ta còn lại giơ lên như này. Xoay vuông góc ra. Đúng rồi. Dùng mũi giày gạt mạnh vào. Gạt như này vào. Đúng rồi. Khi gạt vào thì cái mũi chân hơi nghiêng lên một chút cho bóng nảy lên. Đó. Vuông góc, gạt vô. Đúng rồi. Thử nào. Bước 1 thử nào. Xa một tí nữa. Vuông góc, gạt mạnh. Đúng rồi, sắp được rồi. Được cái này em ăn này hợp lý nhỉ? Xuất sắc đấy. Tổ chất đấy. Hơi gần. Xa ra một tí nữa. Để cho bóng có cái khoảng lăn của nó. Đúng rồi, xuất sắc, đẹp luôn. Tài năng đấy, đúng rồi mà tài năng đấy. Xuất sắc luôn. Tài năng hợp dần. Đó là bước 1. Bước thứ 2 là tập động tác đập bóng bằng đầu gối. Như này. Đúng rồi. Chúng ta sẽ dùng đầu gối đập xuống. Đúng rồi. Em nghĩ là gối hoặc là cái phần này cũng được. Đúng không? Anh là gối ạ. Đây. Càng mạnh càng tốt. Mọi người có thể khi tập quen thì sẽ làm được rất là nhiều. Ví dụ như này. Nó cũng là một động tác đấy. Đúng rồi. Khi mà mình làm được cái kia rồi mình sẽ làm rất nhiều thứ. Đúng rồi, đẹp luôn. Đá nhờ. Xuất sắc. Đó. Làm người ta phải làm liên tục. Đúng rồi, phải làm được vài quả chứ. Quả nó đúng rồi. Bắt lại làm tiếp. Đúng rồi. Đó. Rồi, và khi mà chúng ta ghép hai kỹ năng lại là một thì nó sẽ rất là nhanh. Gạt bóng vô này, bóng nảy lên thì đập xuống. Đó. Động tác này có vẻ khó hơn này. Động tác này có vẻ đó. Khó hơn này. Đó này. Đó. Dùng ra luôn. Chưa hình dung à? Em chưa hình dung ra luôn. Khi bóng nảy lên thì hãy đập từ từ, bình tĩnh, đừng vội. Đúng không? Đợi nó nảy lên hãy đập xuống. Cố lên nào. Hãy chứng minh cho chúng ta thấy là nãy không phải chỉ là ăn may. Em nói rồi mà, em bảo. Tức là bóng phải đi rất là đẹp thì chúng ta đập xuống sẽ rất là... Đúng rồi! Suýt được. Đúng rồi! Được rồi. Dễ thôi. Anh làm chậm nhé. Nãy anh làm nhanh. Anh làm chậm này. Gạt lên này, đập xuống. Đó. Nhà trồng khoai sợ gì? Xa chân ra tí nữa. Đúng rồi. Lên được nhưng mà vẫn không... Cố gắng là trong trường hợp mà bóng mà em gạt đây nó bị sang ngang quá như này thì mình không đập xuống được đúng không? Thì cố gắng là cái lúc mà mình gạt thì cố gắng chân này mình hơi chọc chéo một tí để cho nó bóng nó bay thẳng. Đúng rồi, nó bay thẳng vào chân mình luôn. Thì là mình
hơi chéo với mũi chân là một xíu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sắp được rồi. Không đơn giản đâu. Được mà, được mà, được mà. Đây. Đây mới là chủ kênh các bạn ạ. Đây mới là chủ kênh. Hay quá. Ok, nào hai thằng cùng làm. Ok, nào hai người cùng làm, xem ai làm được trước. Mỗi thằng làm 5 quả. Mỗi người làm 5 quả nhá. Ok, xem ai làm được nhiều hơn. Bắt đầu này. Lần 1 trượt. Ok, lần 2 nào. Tập trung lên, tập trung lên. Ôi, vội quá, bình tĩnh thôi. Chậm một tí nữa, chậm một tí nữa. Ôi, vẫn còn 2 lần. Nào nào. À, 1 2 Cố lên nào. Oh, suýt được. Nào nào nào, ui, 4 lần. Ok, ok. Lần thứ 4 nào. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Chân trụ đặt đúng, đúng là được. Đúng rồi, ôi, suýt được. Vẫn chưa được. Nào. Lần cuối. Xem ai là người winner nào. Oh. Vậy là bóng nó đến chân đại cán. Lần cuối lại nhé, lần cuối lại. Nào lại. Không tính, quá được rồi. Bây giờ nói lại lần 5. Lượt năm này, lượt năm này, xem nào, ai sẽ làm được trước nào. Oh, suýt được. Ok, và đây là lượt cuối cùng của cán. Không được. Lại luôn nhá. Oh. Oh, ok, như vậy là Hòa mọi người, như vậy là Hòa Minzy mọi người nhá. Hai người đều không làm được. Okay. Nhưng mà mình nghĩ là vừa xong mọi người đã nắm được bí quyết rồi đúng không? Đúng rồi. Đó. Kéo về đập xuống. Thực ra không khó lắm đâu. Quan trọng là chúng ta thực hành thật nhiều, chúng ta sẽ có cái sự thuần thục, có cái cảm giác bóng. À, và chúng ta phải tự tin, chia nhịp rõ ra. Vì vội là sẽ không được. À, có một kiểu nữa là khó hơn là khi mà đập xuống như này rồi, chúng ta không đập xuống đất nữa mà đập vào chân nảy lên. Mình sẽ thử cho mọi người cùng xem nhé. Mình sẽ là nâng cao hơn nữa này. Ôi không được, khó phết. Để thử một lần. À, không nảy thật. Đấy, đập nó nhảy lên luôn. Ờ, tức là đập nhảy lên xong lại đập xuống chân luôn. Để cố làm quả. Không thì bẽ bàng lắm. À, không được thật. Khó mọi người ạ. Cái này hôm nọ mình nghĩ ra xong rồi mình tập và mình cũng tập chưa chắc. Nhất là khi mà đứng biểu diễn trước đông người. Ua. Ờ đúng rồi, dạng như vậy. Có thể lên luôn. Đúng rồi. Ok. Thêm một động tác nữa nhỉ? Rồi, và bây giờ sẽ là kỹ năng số 3 của ngày hôm nay. Vừa xong thì đã có là tầng ống đồng này, lên bóng rồi. Bây giờ sẽ là động tác upper. Upper là động tác từ phần ngực trở lên thì gọi là upper. À, đó là động tác giữ bóng bằng vai. Giữ hả anh? Giữ đúng giữ rồi. Này giữ bóng bằng vai. Nôm na là như này hả? Nôm na là như này. Rồi, chúng ta sẽ giữ bóng trên vai thăng bằng như này. Đó. Thăng bằng làm sao mà nó không bị rơi. Đúng rồi. Cán giữ gần được rồi đấy. Một chút nữa là sẽ đúng này. Một chút nữa. À, bóng nó sẽ dựa ra sau cái tai của chúng ta. Sau cái tai này này. Mọi người nhé, mọi người nhìn này. À, lúc đầu mới tập thì chúng ta sẽ dùng một cái tay để giang lên để tạo một cái hõm ở đây. Bóng sẽ dựa sau cái tay của chúng ta như này. Đó. Chụp ảnh rất đẹp. Đây là một cái tư thế mà để chụp ảnh. Đúng rồi, pu dáng rất là đẹp luôn mọi người nhé. Đó. Đấy là bước 1. Sau khi mà đã đặt lên được như này rồi thì tập tung lên mà giữ luôn. Tung lên, giữ như này. Đó. Đó. Mình chỉ giữ được như này thôi, mình tưởng là ok. Đó là giữ kiểu như là đúng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tung thì tung thật nhẹ, bóng nó sẽ bay tầm này, tầm đến đây này. Thì chúng ta đồng thời giang cái tay ra và nghiêng cái đầu sang, đỡ như này cái. Hơi hai chân trùng xuống một chút, đỡ dính vai luôn. Đúng rồi. Khó thế. Đó, khó đúng không? Em nghĩ là trò này khó lắm ấy. Nào, để kẹp được đã. Đây, ví dụ thử kẹp này. Đây, đúng rồi. Tay giang lên một chút tạo cái hõm này. Dùng giữ sau tai này, đúng rồi. À, ok, ok. Giữ đó này. Ok. Đúng không? Mọi người giữ được rồi đúng không? Đó. Giữ thì không khó, em giữ. Giữ thì có vẻ là không khó nhưng mà giữ thì không đây, khó. Đúng rồi. Chụp ảnh là rất đẹp, cái kiểu này là một cái kiểu... Ơi, xuất sắc. Lên bóng giữ đi. Bây giờ lên bóng giữ này. Tung nhẹ thôi, tung càng nhẹ càng tốt thì mình chưa giỏi. Mình chưa giỏi thì mình tung thật nhẹ thôi để mình kẹp nó đúng vào cái tư thế đó. Chân mình nhún theo. Chân mình nhún theo. Đúng rồi. Nói chung là cũng sẽ mất thời gian. Đây mọi người nhìn nhá, đây rất nhẹ nhàng này, tung tầm này thôi. Tung cao quá rất là khó đỡ. Ví dụ tung cao như này mình đỡ cũng khó này. Đúng không? Tung nhẹ nó sát vai thôi. Thì mình đấy mình giơ tay lên này. Đúng rồi, kiểu múa hai tay ấy. Đúng không? Đó, thì khi mà mình làm hai vai thì nó sẽ bay sang hai bên như này.
Đó, đó, xin được, xin được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái tung nhiều là sẽ có cảm giác. Và đừng, đừng đi xa như này. Mình chỉ tại chỗ thôi, mình cuống là. Đúng rồi, cái điểm người mình gần, gần người thôi. Gần người thôi. Đúng rồi, sắp được rồi. Đúng là những cao thủ bóng đá khác tập một tí là mình thấy đã có cảm giác đấy. Ô, oh, xin được. Như vậy là cái đã giữ được một giây rồi mọi người ạ. Ok luôn. Em đang bị ra ngực rồi. Em đang bị ra ngực. Quá là người mình thẳng, đúng rồi, người mình thẳng tay mình đưa lên thôi. Người tạo hõm này, tạo hõm. Đúng rồi, đúng rồi. Tạo một cái hõm ở đây. Cả rất chăm mọi người ạ. Đúng rồi. Fan Ronaldo khác chăm chỉ thật. Đấy. Sẽ được mà. Cố gắng đừng, đừng đi xa quá. Ô oh! Được, 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 được. Đây, 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 đây. Như vậy là cái đã giữ được 3 giây mọi người nhá. Hay quá. Hay quá, hay quá. Được rồi. Ok. Xuất sắc đấy. Nghĩa là em hiểu rồi. Em cũng nghĩ là em hiểu. Nó giống như cái động tác này thôi. Đúng rồi. Chủ yếu là mình về nhà mình tập đi tập lại vài trăm lần là sẽ có một lần mình thành công. Và sau đó mình có cảm giác thì mình sẽ làm được. Đấy. Ngoài ra thì còn có một cái khó ở giữa vai đó là cái này thì về sau mọi người sẽ tập sau. Thì là tức là mình sẽ không kẹp vào nữa mà mình giữ luôn trên vai. Tức là bình thường là mọi người sẽ kẹp như này đúng không? Đúng rồi, phải kẹp chứ. Có thể là giữ trên này luôn. Đấy, đi. Đây. Chúng ta sẽ không đó. Chúng ta sẽ giữ như này. Giữ nó tầng này mấy cái rồi, chúng ta giữ luôn này. Đó. Thì sẽ là một động tác khác. Và về sau mình giữ được rồi thì mình hất bằng chân lên. Chứ không phải là chúng ta kẹp ném tay nữa. Đúng không? Hất bằng chân lên thì nó cũng rất là đẹp. Nó là ná động tác mà Ronaldinho ngày xưa hay làm như kiểu chúng ta hất lên ngực. Như này xong rồi chúng ta bắn ra như này, nó dạng dạng thế. Đó. Đúng không? Ngực cũng y xì vậy thôi. Cũng chỉ là hãm lại, bắn ra. Hai cái này nó giống nhau, cùng một nguyên lý luôn. Nhưng mà cái này nói thật là phải phải chắc khối lắm ấy. Đúng rồi, khi mà người phải dẻo một chút nữa. Tức là ví dụ như là đây, mọi người thấy không? Đấy. Wow. Thấy không? Thì đấy, ngực phải... Anh có tập hip hop không? Ngày xưa có tập một thời gian. À đấy, bởi vì cái kiểu những cái động tác kiểu này nó rất là tương đồng. Đúng rồi. Như là hip hop. Chúng ta là gọi là hãm sung, nhẹ nhàng. Ngày xưa lúc mà mình xem Ronaldinho làm cái động tác kiểu mà giữ vai, thực là mình mê lắm. Tại vì cảm giác nó rất là uyển chuyển, điệu đà ấy. Này, nó thất tha như này. Nhìn rất là đẹp luôn. Đấy là mọi người cố gắng tập luyện nha. Rồi ok, ngày hôm nay thì anh Phúc đã giới thiệu cho chúng ta ba cái động tác nữa. Một là tân bằng ống đồng. Hai là động tác lên bóng, flick up. Flick up mà cũng hơi phức tạp một tí nhưng mà mình nghĩ là không khó nếu mà chúng ta tập chăm. Đúng rồi. Thứ ba nó là giữ ở gáy, giữ ở vai. Đó. Về, hãy về tập luyện chăm chỉ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mấy anh em nhá. Cố lên mọi người nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những bài tập tiếp theo cùng với anh Đỗ Kim Phúc nhá. Bye bye.